Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, hôm nay người dân tạm đi lại bình thường, phải khai báo y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp Nguyễn Chí Dũng khẳng định thông tin trên trước nhiều thắc mắc của người dân về việc đi lại trên địa bàn quận này đến các quận lân cận trong ngày hôm nay 31 tháng 5. Vào 10 giờ ngày 31 tháng 5, ông Dũng cho biết trong hôm nay, quận Gò Vấp tạm thời cho người dân đi qua Gò Vấp bình thường nhưng phải khai báo y tế. Hiện quận Gò Vấp đang họp với các cơ quan liên quan để rà soát lại toàn bộ quy định, đồng thời đưa ra phương án thống nhất về việc kiểm soát người và phương tiện từ Gò Vấp đi các nơi khác và ngược lại để triển khai vào ngày mai, 1 tháng 6. Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại chốt chặn trên đường Phan Văn Trị giao Phạm Văn Đồng, khoảng 7 giờ sáng xe cộ bắt đầu dồn ứ do người dân vẫn đi làm bình thường do chưa có hướng dẫn cụ thể. Nhiều người dân cùng chung câu hỏi rằng đi qua có được không thì được tổ túc trực tại đây trả lời cứ đi đi, chiều rồi tính tiếp. Nhiều người lo ngại đến chiều không về được nên phân vân chưa dám qua, có nhiều người chọn cách quay đầu xe, xin nghỉ việc tạm thời. Anh Văn Thạch, sinh sống tại quận Gò Vấp, cho biết, tôi hỏi thì tổ trực tại chốt này nói cứ đi, còn vô lại được hay không thì chưa biết. Như vậy người dân sao dám đi, lỡ không về được còn vợ con ở nhà tội lắm. Anh TMN, ngụ phường 17, quận Gò Vấp làm việc trong ngành hàng tiêu dùng, vì không có thông báo nghỉ nên sáng sớm anh vẫn đi làm như mọi ngày. Tuy nhiên đến đoạn đường giao giữa đường Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng, thì gặp phải chốt chặn của lực lượng chức năng và được thông báo nếu đi làm thì chiều có khả năng không được trở lại Gò Vấp. Anh cùng nhiều người dân hoang mang không rõ đi làm hay quay về nên vẫn đứng yên ở chốt chặn. Trường hợp nào được đi lại khi giãn cách? Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, khi thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, một số trường hợp sau vẫn được đi lại. Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. Các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn. Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao. Cũng theo ông Dũng, người dân được ra ngoài khi làm tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu. Hoặc làm tại các cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ. Như vậy có thể hiểu, người dân Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 và ngược lại, người dân ngoài quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc sẽ được ra vào quận nếu làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nói trên. Tuy nhiên, ông Dũng bày tỏ lo lắng vì hiện nay tình hình dịch rất căng thẳng, có khả năng lây lan cao. Do vậy ông khuyến cáo những người dân được ra ngoài đi làm cũng nên cân nhắc việc đi làm. Nếu có thể làm việc tại nhà thì nên làm như vậy, hạn chế ra ngoài.